Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Chocho Hồ Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là cái cuộc chiến của Vương quốc Anh để đi chinh phục châu Âu. Ở tập trước ấy thì mình cũng đã giới thiệu qua với các bạn về cái đặc điểm của cái faction này rồi. Và nhiệm vụ đầu tiên của mình đó là kiểm soát eo biển Manx. Thì mình đã kiểm soát được cái eo biển nối giữa Pháp và Anh đây. Hiện tại thì bây giờ người Pháp đã hoàn toàn mất kiểm soát khu vực eo biển này rồi. Các hạm đội của mình đã đóng ở đây và kiểm soát thuyền chiến của nó. Kiểm soát hết toàn bộ vùng này rồi. Bây giờ thì mình chỉ việc tiếp tục ổn định và có lẽ là mình sẽ thử tiến quân sang phía vùng đất của Tây Đức. Tạm thời để mình ổn định cái vùng này, sau đó có thể nếu thuận lợi thì mình sẽ đánh lên Đan Mạch, vì nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh vùng này, đây, Hanover mà, và Đan Mạch. Một trong những vùng nhiệm vụ mà chúng ta cần phải kiểm soát, rồi ok. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đảo qua tình hình chính phủ. Hiện tại thì mình chưa có một ông thủ tướng nào cho ra hồn, theo đúng nghĩa. Đấy, vấn đề là bây giờ thế thôi. 3.000 chưa lên được công nghệ, chưa lên được. Ok, bây giờ thì mình sẽ đưa cái đội quân viện chinh của tướng Wellington này về nước đã, để hồi quân đã. Xong thì có thể là ở lượt tiếp theo thì mình sẽ, bây giờ tạm thời cho về đây đã. Lượt tiếp theo chúng ta sẽ cho nó, chúng ta chưa di chuyển đến thì chúng ta sẽ cho nó lên bờ, các bạn nhìn này, để nó hồi quân. Lượt tiếp theo chúng ta sẽ lại hai lần nữa chúng ta mua được quân à? Vậy thì mua thêm một ít quân đây đi. Hai khẩu pháo. Mình xem quân đội của mình ở đây có những đơn vị gì rồi. Mình cần mấy đơn vị súng trường bắn tỉa này nữa. Hết tiền. Có lẽ tạm thời dừng nâng cấp một vài công trình gì đó. Mấy cả mình đã xây dựng nhiều thứ này nên là nó khá tốn kém. Cái này từ từ đi. Có quân đã, không có quân không đánh nhau đâu. Rồi ok. Mọi thứ có vẻ tạm tạm. Nói chung thì quân đội của mình như này cũng là tạm tạm rồi. Cũng có thể đánh nhau được rồi. Nhưng mà ok. Chúng ta sẽ để quân ở đây và để cho nó hồi máu một chút. Bây giờ thì đối với công nghệ thì chúng ta vẫn đang nghiên cứu hai công nghệ này. Và Navy của chúng ta sẽ đứng ra đây một chút. Một lượt nữa chúng ta sẽ có một cái thuyền buôn nữa. Chúng ta đang phát triển quân đội. Quân đoàn của Đô đốc Nelson thì nói chung vẫn đang đóng ở đây. Có thể là mình sẽ, đây, chúng ta đang nâng cấp cái cảng này lên để có thể tuyển thêm các cái thuyền hạng nặng cho hạm đội của chúng ta. Rồi, có lẽ cái lượt này chúng ta mới đi được có 9 lượt thôi các bạn. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt đó, xem tình hình tiếp theo thế nào. Rồi. Rồi người Pháp nó sẽ cho thuyền lính ra để nó không cho mình đốt cảng của nó, nhưng mà mình sẽ phong tỏa. Thì kể cả là nó có cho quân ra thì nó không có quân để mà không thể giao thương được với ai. Chúng ta mới giải quyết được khu vực phương Bắc của nước Pháp nữa, ở phía Nam nữa. Chúng ta chưa thể giải quyết được vấn đề triệt gốc. Chỉ khi nào chúng ta phong tỏa nốt các cảng phương Nam của người Pháp thì lúc đó người Pháp mới thực sự gặp vấn đề. Cái gì đây? Nó bảo mình chiến tranh với thằng Hansen. Thì nó sẽ chiến tranh với Thụy Sĩ và nó chuyển cho chúng ta 400 đồng và nó xin cho chúng ta một cái công nghệ này. Rồi ok, mình cũng đang định tiến sang Đức đây. Thật thú vị, nhưng có lẽ mình sẽ phải mất thời gian tuyển quân một chút. Không biết là ông Đức này ông có thọ được không. Cái thành chỗ đấy của Đức thì nó lại hơi yếu. Cái vùng mà
Ngày nay vùng phía bắc phía tây của Đức, Đức nó không có lãnh thổ liền, chúng ta phong tỏa cảng lại đấy. Vương quốc Italy đã bị tiêu diệt. Chúng ta có một chiếc thuyền buôn nữa đây rồi, và các bạn nhớ là phải mua thuyền buôn liên tục nhé, bởi vì là nó là lòng cốt của nền kinh tế chúng ta đấy. Rồi, ok, bây giờ thì thôi được, cứ nâng cấp cái này trước đã. Chúng ta phải lên cái nhà chính phủ trước này. Một trong những cái công trình rất là quan trọng bậc nhất của chúng ta là phải lên cái nhà chính phủ. Công trình đó nó rất quan trọng, nó sẽ tăng nhanh cái tốc độ mọi vấn đề hơn. Và mỗi lượt qua đi chúng ta sẽ lại tìm xem có một ông thủ tướng nào khả dĩ hơn, đúng không ạ? Một tướng nào đó. Nhưng hiện tại chúng ta chưa tìm được một cái vị tướng nào cho ra hồi. Thực sự là rất đáng buồn, bởi vì khác với các quân nước khác thì các bạn nhìn này, hải quân của Hoàng gia Anh đã có một tướng 9 sao, đô đốc 9 sao. Vâng. Mạnh cực kỳ luôn. Chẳng có cái quân nào có chưa vào đầu game có đô đốc 9 sao như là đô đốc Nelson của chúng ta. Đây. Còn đây là chúng ta có tướng Wellington 7 sao. Chúng ta cần 3 lượt nữa để tuyển quân được. Dù sao thì bên này chắc chúng nó cũng chưa thể đánh nhau ngay được, mình sẽ từ từ chứ vội lắm. Mình sẽ điều quân từ bên này sang. Đây, cho cái này vào đây. Ok. Cảng này đang lên cấp rồi. Nói chung thì bây giờ nền kinh tế của mình nó cũng không phải là tệ lắm nên là mình cũng không ngại. Rồi. Ông đệ của mình ông đóng góp 500 hơn 500 đồng. Thôi được, qua lượt. Không có việc gì làm thì cứ qua lượt đã. Nhưng mà qua lượt từ từ thì các bạn phải làm việc gì đó nhá. Nếu mà cứ qua lượt nhiều là chúng nó có nhiều lượt đi thì nó mạnh dần lên, nào nhất là thằng Pháp là thua đấy. Tạm thời chúng ta chưa thể tấn công vào thủ đô Paris được, bởi vì đây là một đất khá là nguy hiểm. Chiếm thì có lẽ là cũng không phải là quá khó, nhưng mà trị an được thì nó là cả vấn đề. Ông áo đồng minh của chúng ta đã tấn công và tiêu diệt được thằng Italy rồi. Và bây giờ thì để Pháp. Hay quá. Tốt, vẫn thủ được à? Chắc chưa đến lúc mình phải kéo quân sang. Cái vùng lãnh thổ rời rạc đó của thằng Đức, thực sự nó là một bất lợi của nó. Nó có một cái vùng lãnh thổ rất rời rạc. Những cái lãnh thổ như vậy thì rất khó bảo vệ, giống như vùng trên Caranta của chúng ta vậy. Chúng ta có một cảng biển tiếp theo tuyệt vời. Có cảng biển thì chúng ta phải nâng cấp nhà quân lên thuyền thôi. Mua thuyền đã. Bây giờ chúng ta có thêm quân bổ sung ra đây đã. Vẫn đang chờ mua quân. Rồi chúng ta có nhà lính bên này rồi thì mình nghĩ là mình sẽ cho tạm bọn lính này sang đi. Mình có thể tuyển quân bên kia được. Anh ấy còn thiếu pháo. Thôi mua quân ở bên này đi. Hôm nay chúng ta không vội. Nâng cấp nhà chính phủ để có tiền đấy. Và cái chính là tìm đâu ra một ông bộ trưởng chiến tranh khá một tí thôi. Chả được ông nào ra hồ rồi. Mình rất chán quân Anh này. Không có nhiều tướng lĩnh giỏi. Ngoài ông bộ trưởng hải quân ra thì chẳng có ông nào thấy có vẻ khá khẩm. Ai da. Và chúng ta, kinh tế của chúng ta phụ thuộc nhiều vào chiến tranh, nên hiện tại mình không chiến tranh với ai nên là kinh tế nó cũng không được nuột lắm.
mình đứng ở cái vùng đất của lãnh thổ chính thì nó hồi quân nhanh hơn sang đây, nên tạm thời mình cứ đứng đây để hồi đã. Chúng ta còn chưa lên được nhà lính đời hai, chúng ta phải mất 2 lượt nữa. Ok, và một lượt này tiếp theo chúng ta sẽ đưa quân sang. Hiện tại quân đoàn này của mình thì 4 đội súng trường bắn tỉa, còn thiếu 5 đội lính nữa. Được, không sao cả. Mình đang muốn tuyển cái đội đây. Đội này. What? Có thể tuyển được bọn này rồi à? Tuyển ngay mấy anh mặc váy này đã. Rồi. Thôi lại qua lượt vậy. Bây giờ chúng ta cần quân, mà quân của chúng ta thì hơi ít đấy. Bây giờ quân đội của mình hơi ít, mình cần phải có một lực lượng quân sự mạnh và số lượng lớn hơn như này nhiều, ít nhất là 2 quân đoàn để có thể trấn áp được cái vùng phía tây của nước Đức. Hiện tại thì nước Pháp đã bị phong tỏa toàn bộ các cảng phương Bắc rồi. Tây Ban Nha thì chắc là sẽ không dám mò lên trên này. Người Pháp. Nó đề nghị mình chiến tranh với thằng Saxony. Ok. Thì nó chiến tranh với thằng Tây Ban Nha cũng được. 600 đồng anh cho mày, cũng coi là tiền lãi quả. Lúc nãy mày xin của anh, xin cho mày cho chi cho anh cũng chẳng đáng kể là bao nhiêu cả. Saxony và Hansen nó đang chiến tranh với hai thằng. Nếu chiến tranh với cả Tây Ban Nha nữa thì nó đang chiến tranh với hầu hết kẻ thù của mình rồi. Nói chung thằng Đức thì nó đang dần dần gọi là thuộc về quỹ đạo của chúng ta rồi. Mình sẽ để chờ xem tình hình ở khu vực phía Bắc của nó xảy ra vấn đề gì rồi. Một cái nữa là mình phát động chiến tranh vào lúc này rất là nguy hiểm. Buildings are spread throughout a region in towns and ports rather than being concentrated solely. Một đô đốc của chúng ta lên được 1 sao. This means careful strategic rồi, okay. And garrisoning is required in order to adequately defend your assets. Sang bờ. Chúng ta chỉ còn thiếu mấy đơn vị quân nữa. Under sail. Rồi cho mấy đơn vị này sang đã. Ai già, thằng này nó lại cử quân sang tiếp à? Quánh không khéo đứt nát ở chỗ này nhỉ? Bây giờ phải tuyển quân khẩn trương. Rồi. Thành này thì bắt đầu đang tuyển quân. Ôi trời ơi, ông bộ trưởng ngoại ra, bộ trưởng bộ chiến tranh của mình bây giờ mãi chưa được ông nào cho ra hồn, chán ghê. À, có một cái việc này, nếu mà thấy bạn nhàn rỗi quá thì các bạn cứ xếp lại như này này. Sau đó thì chúng ta có một thằng Egan đây này. Các bạn cho nó vào đây này, ám sát hết bọn mấy thằng ở trong này đi. Đấy, nó có mấy thằng nhà khoa học này. Đấy, nếu mà như thế này là các bạn bị phát hiện và bị ám sát thì các bạn có thể loát lại. Đây, loát lại và ám sát lại. Nếu như mà nó chỉ xịt thôi thì không sao, chứ còn nếu chết thì các bạn loát lại. Đấy.
Rồi. Lót lại. 57 cơ hội phần trăm. Rồi, ok, bắt theo. Làm lại thì lại siêu chuẩn. Rồi, chúng ta sẽ ám sát hết các nhà khoa học của thằng Pháp để cho thằng Pháp nó không phát triển được. À, ok. Ôi dồi, thằng Pháp nó có công nghệ này. Mình sẽ xem các cái nước kia nó có công nghệ gì không thì chúng ta sẽ trao đổi. Ottoman nó đang là chiến tranh với mình nhưng mà khả năng nó vẫn đồng ý đấy nhỉ. Không chịu à. Russian Spanish. À. Rồi ok. Mày chảy chó này. Xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn công nghệ bên dưới này thôi. Và Pháp này nó gớm thật. Nó nâng cấp công nghệ nhanh lắm, mình sẽ ám sát hết nhà khoa học nó. Cho nó hết cả nghiên cứu luôn. Giờ này chúng ta có lẽ cần trao đổi công nghệ với nó nữa. Làm chậm tốc độ nghiên cứu của nó lại, nếu không là chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Việt Nam thì người anh em Áo của chúng ta đã kiểm soát được đến vùng Italia rồi. Và toàn bộ cái bán đảo Ý này đều là đồng minh của chúng ta. Nên là mình không sợ. Ngoài cái vùng lãnh thổ của giáo hoàng thì nó không đồng minh với ai cả. Còn tất cả thì đã là đồng minh rồi. Bán đảo Ý. Đấy, bán đảo Ý đều là đồng minh của chúng ta. Nếu chúng ta kiểm soát được Tây Ban Nha và khu vực này nữa thì có mọi việc sẽ rất ổn. Nhưng tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ phải đưa quân vào đây đã. Nhưng mà bây giờ hết tiền rồi. Hết tiền. Hết tiền. Phải có chiến tranh thì chúng ta mới có tiền được. Còn cứ hòa bình thì không có tiền. Mới cho cái thằng spy đi ám sát như này thì nó sẽ lên rank các bạn. Sau này các bạn làm những cái việc khác dễ hơn. Nó lên rank về ám sát nó sẽ mạnh. Thằng Pháp nó vẫn giao thương được ở các cảng phía Nam. Nên là kinh tế của nó vẫn khá. Ông em Bỉ của mình bây giờ kiểm soát hết eo biển Măng cùng với mình kiểm soát eo biển Măng là một cách để chúng ta khóa chặt. Ai là tốt thằng Đức. Chỉ không biết là thằng Đức nó trụ được đến bao lâu. Bỉ. There is unused land suitable for farming. Chúng ta đã nghiên cứu xong một công nghệ. Building farms here will help the population. Gia của chúng ta lên cấp. À, chúng ta có thêm một chiếc thuyền buôn mới. Đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải sản xuất tiếp. Đưa vào đây. Cảng này có thuyền buôn này, mua luôn. À, một lượt nữa. Ba lượt nữa. Ây chà. Quân đội đây rồi. Tốt rồi. Tiếp tục phải mua quân thêm nữa. Bây giờ thì ở nhà mình sẽ mua... Cái công nghệ này sau khi nâng cấp xong thì mình sẽ cho nó nghiên cứu vào đây để chúng ta nghiên cứu nhanh cái nhánh dân sự. À, để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên nữa. Rồi chúng ta chưa tìm được một ông tướng nào cho ra hồn luôn. Chesky chúng ta có tướng cực mạnh đây rồi. Không kiếm được một tướng lục quân nào cho ra hồn. Hết tiền, nghèo, rớt một tơi.
Nghèo rớt cái mùng tơi rồi. Phải có chiến tranh thôi. Hòa bình như này thì chúng ta không thể sống được. Ở phía bắc này chúng ta đã bắt đầu tuyển được các cái đơn vị lính mặc váy Highlander. Đây là Highlander. Có cả một bài hát về binh chủng này. Các bạn lên mạng bạn gõ bài hát có tên là Highlander, các bạn sẽ biết về cái biết bài hát này. Hát về cái đơn vị lính của Scotland này. Những người lính Scotland này. 110 bài hát truyền thống của người Scotland này là có bài đó. Đâu nhỉ? Bây giờ thì chúng ta sẽ phải... À được rồi, từ từ. Mình muốn đánh vào Marienburg này, sau đó tiến thẳng sang Hanover. Mọi thứ thật là vất vả. Chúng ta chơi lên nâng cấp gì vội. Nâng cấp cái này được cái gì? Thu nhập à? Hạnh phúc cho tất cả các cluster. Cũng được. Thăng public order và tăng tiền. Cũng được. Không có chiến tranh chúng ta sẽ... Kinh tế của chúng ta rất là chậm chạp. Với việc cho hạm đội phong tỏa cảng biển của Pháp như thế này thì người Pháp không có nhiều nó không có thể đưa thuyền ra được, nó không thể để thuyền ra khi bị phong tỏa quảng tỏa cảng thì nó sẽ không có thuyền nữa. Có thể là mình sẽ phong tỏa lốt cái cảng quân sự phía dưới của thằng Tây Ban Nha nhỉ, để chặn đứng hoàn toàn đưa quân đoàn của Nelson xuống dưới đó. Người Đức chưa chiến tranh với người Pháp thì phải. Người Đức vẫn đang đứng ngoài cuộc. Nhưng mà nó chiến tranh với tất cả các đồng minh của Pháp rồi. Vấn đề Đức chiến tranh với Pháp chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình cũng không sợ lắm. Rồi, Hansen. One of your sea trade routes is under attack from an enemy fleet. Without your intervention, they'll raid your ship. Chúng ta có thêm được một chính trị gia nữa các bạn. Đây, các bạn cứ có thêm được ông này thì bạn sẽ cho vào nhà nghiên cứu công nghệ này cho nhanh này. Cái công trình này tạm thời chúng ta dừng cho cái này nó có hai thằng nó sẽ nghiên cứu nhanh hơn. Và chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái này trước, còn mấy cái công nghệ kia mình không cần vội thì để sau. À. Cảng này có được một chiếc thuyền buôn đầu tiên. Sang đây. Hạm đội của đô đốc Nelson tuy chưa có nhiều thuyền lắm nhưng mình nghĩ là đầu tiên mình phải phong tỏa ngay cái cảng quân sự này của nó đã. Tiếp tục phong tỏa cảng biển của nó. Thôi được, để lượt sau đi. Chờ thằng này xuống đi. À, tốt. Lượt sau là sẽ xuống được. Lượt sau là nó xuống được. Phía trên này thì cái công trình này này. Lên đời 3 chúng ta có thể tuyển lốt được một đội lính khá mạnh đấy. Nhưng mà không đủ tiền. Hiện tại chưa đủ tiền. Quân đoàn này của mình thì chưa phù hợp hoàn toàn. Nó không chắc có đánh được vào đây không. Yes. Mình cần thêm quân. Mấy quân của mình chỗ này nó chưa hồi hoàn toàn, vẫn còn bị thương nặng quá. Còn vài đơn vị bị thương khá nặng. Chiến tranh không thể vội vàng được. Chúng ta rất muốn chiến tranh nhanh nhưng mà Saxony đã bị tiêu diệt. À. Cảng này bắt đầu có thể sản xuất thuyền buôn rồi. Còn một cảng nữa. Đây.
bây giờ chúng ta sẽ phát triển được cái đội thuyền buôn là khá là nhanh đấy, bởi vì bây giờ chúng ta có đến 6 thương cảng có thể cùng sản xuất chế tạo thuyền buôn, thì đó là một vấn đề rất là nhanh. Rồi ok, chúng ta cũng đang đưa cái đội lính mặc váy sang dần bên này còn một lượt nữa. Ok, bây giờ thì qua lượt đi, lượt tiếp theo của chúng ta là đợt đầu. Trời đất ơi, toàn tướng củi thế này. Ám sát lốt thằng chính trị, thằng nhà khoa học kia của Pháp nhỉ? Xem thế nào. Mình đi ám sát hết mấy thằng nhà khoa học của Pháp để xem nó sống được không. Vui vui đi ám sát tướng của nó cũng được. Gặp thằng tướng nào ngon ngon ám sát luôn. Chỉ có Napoleon là chúng ta không ám sát chết được, nó chỉ về thành giữ sức thôi. Còn các tướng khác là chúng ta có thể ám sát được mà. Thử xem nhỉ, dù sao mình cũng rỗi rãi mà. Trước khi có quân đội đánh nhau thì mình cho điệp viên đi chơi thì cho có việc để làm chứ. Rồi, hạm đội của Nga bắt đầu tiến rồi. Các hạm đội của Nga bắt đầu tiến xuống phía Nam rồi. Bỉ khá mạnh đấy. À, ái già, có hạm đội như người lớn rồi. There is unused land suitable for farming. Ai già, chúng ta mua một lượng quân rất lớn. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Cảng quân sự này của chúng ta bắt đầu có thêm thuyền chiến rồi. Chúng ta sẽ có thể mua được HMS Elephant. Đây là một trong những chiến hạm huyền thoại. Nó cũng chỉ mạnh hơn cái thuyền này một tí xíu thôi. Tăng độ chính xác hơn so với thuyền 74 bình thường một chút. Nhưng mà có điều là bọn thuyền buôn này mua rất lâu, 8 lượt mới mua được. Lâu vãi cả lúa luôn chứ không phải là lâu. Rồi chúng ta sẽ cho hai tướng này sang bên này. Đổi lại chúng ta sẽ cho hai ba đơn vị quân này sang. Anything more? Your humble servant. Your Majesty? Rồi. Asset thằng Bỉ, mình có chia sẻ công nghệ gì cho nó không? Đây. Bây giờ chúng ta, nó là chư hầu chúng ta nên nó có công nghệ gì chúng ta để chia sẻ cho nó. Còn đồng minh thì chúng ta sẽ trao đổi. Kẻ thù cũng trao đổi. À, đồng ý à? Con lợn này nó lại có được cái công nghệ gọt hết nhỉ? Công nghệ đấy thì mình cũng không cần lắm, nó là cái thuyền hải tặc. Có cũng được mà chẳng có thì cũng chả sao. Nó cho chúng ta một cái thuyền, loại thuyền chiến thôi mà. Nhưng mà mình không dùng cái loại thuyền đấy nên nó cũng không quan trọng lắm. Bây giờ hầu hết cái công nghệ phía Bắc này là chúng ta đã nghiên cứu gần xong rồi. Lord. Men, forward. Forward for crown. Sang đây. Chúng ta tiếp tục cử quân sang đây rồi. Chiến hạm lại quay về đây. Ok, mọi thứ đã ổn. Chúng ta có tất cả 10 đơn vị này. Tối đa chúng ta chỉ có thể tuyển được 10 đơn vị này thôi. Thế cũng là quá đủ rồi. Nó đẹp thôi chứ còn thực ra bắn nhau thì nó cũng không hơn gì lắm các đơn vị lính thông thường đâu. Nhìn nó đẹp thôi. Còn bây giờ thì đánh vào đây à? Hay giả. À,
À đây, tướng lục quân này. À rồi, tốt. Tướng lục quân, đây. Army, quân đội, quản trị quân đội. Thôi 4 sao cũng được. Rồi còn thủ tướng chính phủ nữa, chúng ta chưa làm được, chưa kiếm được. Bây giờ thì xếp lại phát, ám sát thằng nhà khoa học của thằng Pháp này cho nào. Hay quá cơ, chết hết nhà khoa học của nó rồi. Nó sẽ còn nhà khoa học đâu đó bên phía bên này. Cái vùng, hai cái vùng này nó có công trình của nhà khoa học à. Mình spark, sau đấy mình ám sát nốt xem. Mình chém chết hết mất nhà khoa học của nó là nó chậm với tốc độ nghiên cứu lại đấy. Bỉ. Đức vẫn đang kiểm soát ở vùng này, chiến tranh với Hansen. Hansen thì giao thương với Bỉ, chiến tranh với cả Pháp cả Đức à. Đức cũng chiến tranh với Pháp rồi. Thôi qua lượt đã. Tuyệt vời, đô đốc Nelson. Mình sẽ bổ sung thuyền, có điều là cái phiên bản này các bạn ạ, cái đội thuyền chiến nó sản xuất rất là lâu. Các bạn mua một cái thuyền mất đến chục lượt, 8 lượt, 10 lượt các cái thuyền chiến hạng nặng ấy. Đánh mất thời gian lắm. Để có được một cái hạm đội để mà đánh nhau thì chắc là mất gần hết chiến dịch. Nhà mình cũng cố gắng mua thêm một ít đội thuyền từ sớm như này để có thể sử dụng, chứ còn bình thường thì chúng ta không có nhiều thuyền đâu. Ồ. Thằng này nó xin hòa bình. Mình đang cùng chiến tranh với nó chống lại. When viewing user interface panels, you will notice a question mark button. Rồi, xin cảm ơn chị. Chúng ta có chiếc thuyền buôn đầu tiên vào đây. Chiếc thứ hai ở đâu ấy? Ở đây à? Cả này bắt đầu nâng cấp xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng quân. Xem còn cái thả cảng nào mà chưa mua thuyền buôn không? Đây. Cảng này lượt thứ 3. Cảng này mình xây dựng cái gì ấy nhỉ? Hết mất tiền rồi. Phải tập trung phát triển đội thuyền buôn trước đã. Những thứ khác à. Tập trước, lượt trước mình dành tiền để mua cái đội này khá nhiều. Rồi. Cho cái hạm này vào đây. Cho cái thằng mấy anh mặc váy này xuống đây. Ra đây. Lên thuyền. Sang vùng biển mới. Lên đây. Lord? Có lẽ lượt sau mình sẽ tấn công vào. Lượt sau tấn công vào cái thành này. Còn thêm một con ngựa nữa. Tốt rồi. Bộ binh ổn. Mọi thứ ổn rồi. Mình ám sát hết các chính trị gia của nó rồi.
Còn chúng ta thiếu cái chức thủ tướng chính phủ nữa đúng không? À đó, tốt rồi, được ngay ông 4 sao, một manager. Rồi, mọi thứ ổn, ngon. Ôi trời ơi, mãi mới có thể. Có điều kinh tế của chúng ta bây giờ đang phải nuôi đội quân khá lớn rồi. Mua được hai cái chiến hạm nhưng chắc phải 7 lượt nữa mới có đây này. Cả một vấn đề đấy. Thì hiện tại chiến hạm này đã đóng ở đây rồi, thằng Tây Ban Nha. Ôi ôi, hạm này của nó có tận 11 thuyền. Khả năng rút tạm nữa. Không là nó oánh đấy. Chúng ta có 4 thuyền, cho dù chúng ta có tài cán cỡ nào cũng không ăn được nó đâu. Người Đức vẫn chưa xử lý được cái vùng Hessen kìa. Thằng đấy đang bị cả Pháp và Đức đánh. Bây giờ nếu mà thằng... Đức bây giờ cũng đang chiến tranh với Pháp rồi. Căng nhỉ, cái vùng này bây giờ hơi khó xử lý thế rồi. Cái bản này thì chiến tranh lại không có được tiền. Giá như kể đánh nhau được tiền thì tốt nhỉ. There is unused land suitable for farming. Đây rồi, chúng ta tiếp tục cho đội thuyền buôn. Will help the population cho đội thuyền buôn time, của chúng ta. Cho đội thuyền buôn của chúng ta ra các cát thương cả. Chúng ta có xem nào, 1, 2, 3, 4, 5 thương cảng, 5, chính xác là 6, đây nữa. Chúng ta sẽ chiến tranh với thằng này để kiếm soát cái vùng này và đồng thời để kiếm ít tiền đấy. Chờ xem cái khu vực Hessen này thế nào, bởi vì chúng ta còn phải chiến tranh. Chúng ta sẽ không lôi đồng minh vào cái trận chiến ngớ ngẩn này. Ây da, mình di chuyển chỗ này là mình phải 1-2 rồi. Cũng được, chơi thôi. Nó có khá nhiều kỵ binh đấy. Light Infantry à? Có một khẩu pháo 60. Quân đội của chúng ta ăn nói chả có cách nào khác cả. Ở đây có một cái vùng có cái khu vực là thành thị. Có thể mình sẽ nghiên cứu xem là triển khai. À, mình nghĩ là mình phải triển khai pháo ở cái đồi đằng xa xa kia rồi. The radar map now features battlefield topography to assist. Pháo của nó đặt ở chỗ này thì nó bị vướng khá nhiều rồi nên mình không sợ. Như vậy thì đây, có thể mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ đặt pháo ở cái đồi này. Đúng rồi. Cho pháo chạy về, pháo xe kéo này nó có đặc điểm là nó chạy khá nhanh. Pháo binh của địch ở phía bên này hết nên chúng ta... Wet powder makes misfires a certainty. Không sợ.
pháo của nó nằm hết bên kia, nó không thể tấn công sang được, bắn bị vướng tầm nhìn rồi. Rồi, cứ bình tĩnh nhá, lâu lắm rồi chúng ta mới lại được đánh trận, bởi vì lâu lắm rồi mình mới chơi đến cái phiên bản này. Và bộ binh của anh thì thực sự có một độ chất rất là cao. Ok. Light infantry có nghĩa là bộ binh hạng nhẹ. Rồi ok, mình nghĩ là mình dàn chỗ này nó mỏng mỏng thôi, đứng sau cái rừng cây này để cho an toàn. Bây giờ thì rút pháo về đã, nhưng mà rút pháo về thì không bắn được con địch à. Đúng. Rút sâu mà bây giờ nó cũng không lên thì làm thế nào, ngắm nhau à? Không ổn lắm nhỉ. Quả núi này quá xa, hay là đặt ở đây? Chỗ này thì nếu đặt được ở cái quả đồi này thì là đẹp nhất này. Nhưng mà mình phải là phe tấn công cơ. Cái trước mặt của mình là một cái gò. Để xem tình hình nào đã. Thật sự là cũng không có nhiều vị trí để đặt quân. Đặt pháo đây cũng được, nhưng mà đặt đây thì cũng không bắn được mấy. Đặt đây nó hơi phí. Đặt đây pháo mình khả năng cao sẽ bắn không trúng gì cả. Đặt đây vậy. Nhưng mà đặt pháo mà không ở trung tâm là nguy hiểm lắm. Thôi rồi, kệ nó. Extremes of heat or cold will give a fatigue penalty to units not used. Chủ yếu mình sẽ lãng sự binh của nó trước. Some units are naturally resistant. Pháo đó đặt bên kia thì nó gần như là không thể tấn công được chúng ta. Rồi để xem nào. Ở đây có một cái cánh rừng khá là tuyệt. Sẽ là rất tuyệt nếu chúng ta triển khai quân được vào cái khu vực này. Nhưng có điều là đánh tác chiến đô thị nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Đánh nhau trong đô thị nó là một vấn đề lớn đấy. Quân địch vẫn chưa có dấu hiệu gì là đang di chuyển theo hướng tiến lên cả. Pháo biết ngay mà. Bắn kiểu này hướng đồi rất khó có hiệu quả. Rừng. Ít nhất cho nó trèo lên hẳn cái đỉnh đồi này nó bắn. Hay mình kiếm cho nó một cái đỉnh đồi nào đó. Đây, cho bộ binh lên đây đấy. Cho bộ binh lên đây.
cho bộ binh mình tràn ra cái cánh đồng bằng này cho nó dễ đánh nhau này, hiểu không? Mù. Không đùa được, nó có rất nhiều ngựa. Nó đang cho bộ binh tiến lên à? Đây là một cái gò đất này. Được, đặt pháo chỗ này được. Enemy cavalry are charging towards your flank. Turn quickly to meet them. Flank. Ai già, bắn nhau rồi, bắn nhau rồi, bắn nhau rồi. Đội kỵ binh của mình đâu, lên đây chuẩn bị hạ cái đội lính bắn tỉa đó phát ạ. Lùi lại. What the hợi, pháo nó bắn được rồi cả. Rút. Mình bắn tỉa nó này. Kinh không? Mình bắn tỉa nó thì phải để cho kỵ binh chúng ta giải quyết. Ái dồi ôi, nó có vẻ cũng hổ báo đấy. Cho lên đây. Xong hết đội kỵ binh đó chưa? Rút lại em ơi. Từ đã, lùi lại. Các đơn vị xuống trường bắn tỉa tiến lên. Bình tĩnh. Chiến tranh là vì bình tĩnh. Ôi, giải quyết đội bắn lính bắn tỉa nó đã. Vui vui thì nên giải quyết nốt khẩu pháo của nó kìa. Tiến lên đây. Ôi, nhanh. Bị nó bắn vào sau lưng này. Bực thật. Lính súng trường của mình phải tiến lên sâu hơn tí nữa. À, chúng ta sẽ tiến tiếp lên đây để có một cái bức tường này. Chúng ta sẽ cho quân chúng ta đứng ở đây. Để chưa dám cho pháo đặt. Rồi, ok. Mình sợ cái đội kỵ binh của mình không sống nổi với kỵ binh này của nó. Thôi chạy ra đây đi. Sợ không ăn được đâu. Rút. Đơn vị này đang bị chịu thiệt hại. Đang đứng vào đây. Vào đây. Đứng vào đây. Đứng như này này để không bị tấn công. Rồi, biết ngay mà, kỵ binh của mình không ăn được kỵ binh của nó. Rút về đây đi.
nhờ sự hỗ trợ của bộ binh. Rồi, không sợ lắm đâu. Binh ở trong đây à? Xông lên này. Cứ xử lý hết đám kỵ binh của nó đi đó. Mày dám đánh nhau với những người quân, những người lính của Lữ Hoàng à? Rồi. What the hợi thằng tướng này, thằng kỵ binh này, chạy vào đây. Chạy đi đâu, chạy, chạy đúng là chỗ quân nó đang đứng. Our men are running, sir. Đây. A Tư. Kỵ binh nó ghê nhở? Kỵ binh của nó ghê nhở? Nó bắn nó chơi bộ trường của mình à? Line infantry. Nhanh lên. Xoay súng về đây, bắn cho nó xoay. Quay nó lại. Sao rồi, đợi kỵ binh của nó xong chưa? Xong rồi à? Rồi, chuyển sang đội hình thông thường thôi, đừng đội hình hộp rỗng nữa. Hộp rỗng chỉ để chống kỵ binh thôi. Line infantry. Nhanh. Tuyến quân thần tốc lên. À, đang tràn lên như một vị thần à? Sir, our general is under attack. Tướng mình bị tấn công á? Đứng ở tận đây mà vẫn có thằng bắn được à? Cái gì vậy? Thằng này sống khỏe đấy. Ôi, thằng này bắn dưới chân đồi không trúng. Rồi. Nó còn đội kỵ binh kiểu khẩu pháo nhưng mình không xẹp được bởi vì nó có kỵ binh bảo vệ. Và kỵ binh của anh thì cùi vãi lúa. Yes, sir. Lắp vào đấy. Các cái đơn vị xuống trường này phải lên đây thôi. Ai dồ. Xoay ra hướng này giải quyết khu vực này đã. Dàn quân ra đây. Pháo binh của mình chưa làm việc rồi. Có hết cái binh chưa nhỉ? Gần hết rồi. Cho pháo ra đây. Bắn cấp tập vào đầu nó. Dán đùa cái bộ binh của Nữ Hoàng này. Dán chiến đấu với những người lính của Nữ Hoàng này. Chúng ta đã có lợi thế, chúng ta bắn từ trên sườn dốc xuống.
Ở đây chúng ta có cái điểm phòng thủ, đó là cái bờ rào. Như vậy thì những người lính của chúng ta sẽ hạn chế thương vong hơn. Đây. Quân địch đông hơn chúng ta mà. À kìa, à kìa, à kìa. Đội hình móc lốp kìa anh ơi. Móc lốp anh à? Định móc lốp anh à? À, đấu với bộ binh anh à? À, à. Mày chịu được bao lâu? Bắn đạn chùm cho anh. À, bắn chéo vào những người lính của nữ hoàng à? Thông minh phết đấy. Nhưng mà như thế là chưa đủ. Bọn này nó xây pháo kiểu gì đấy? Bắn thêm vài phát nữa bọn này nát rồi. Binh của nó lên chưa? Vẫn chưa lên kìa. Ồ ồ. À, bộ binh của nó đang tràn lên kìa. Lùi lại. Chúng ta không chiến đấu với những thằng liều. Lùi lại. Bắn đây. À, cận chiến rồi, cận chiến rồi, cận chiến rồi. Chạy về đây, đội kỵ binh mình chạy về đây. À, tràn lên rồi, tràn lên rồi, tràn lên. Kỵ binh của mình về đây, đừng có đấu nhau với nó. Kỵ binh của mình yếu lắm. Nó không lên nổi đâu. Ai giả cánh quân này bị thương vong nặng thế. Bắn. Bắn đạn chùm cho anh. Chạy hết rồi. Úi dồi ôi. Giá như quân anh có kỵ binh mạnh hơn một chút xíu nhỉ. Mày trèo lên này. Mày trèo lên này. Mình súng trường của anh nó bắn cho mày vỡ sọ. Madasevix. Đây rồi, chúng nó tan nát hết cánh này rồi. Ồ, bắn hết cả đạn cơ à. Chạy hết chưa? Trời ơi. Ah.
ăn được. Úi dồi ôi, bọn này thì chạy được mấy, úi dồi ôi. Pháo giật cho tung xác. Rồi ra đây, dàn hàng ngang ra đây. Ơ kìa, tướng của nó đang đến như một vị thần kìa. Tướng của nó đang xông lên như một vị thần. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Thôi, quân đoàn này dự bị đi. À, quân tiếp viện của nó bây giờ mới vào tiếp kìa. À, mình từ từ đi, từ từ đi. Từ từ, quân tiếp viện của nó đang vào. Giải quyết được khẩu pháo nó rồi. Chúng ta có lợi thế ở trên một cái đồi. Đứng đây đi, đứng đây đi. Đơn vị quân này nó có lợi thế đứng trên đồi. Bây giờ pháo binh để xem nghiên cứu đặt ở đâu nữa. Đây, chỗ này đặt pháo binh rất đẹp. Lực lượng bắn tỉa sẵn sàng. Nó có cả quân tiếp viện cơ mà, trận này đâu có dễ. Mày, úi xùi ôi. Một thằng hết đạn rồi à? Ồ, rồi xong. Tiếp viện của nó còn vào tiếp không? Hình như nó đang bỏ chạy à? Vâng. Bộ binh của nó đây còn một đội này. Tan rã rồi. Heroic victory. Như mọi khi này chúng ta sẽ lại heroic victory. Chúng ta phải đánh một đội quân đông hơn chúng ta rất là nhiều. Không sao. Nhưng mà với tài năng của Arlington thì việc đó không phải là vấn đề lắm. Đám còn lại chỉ là những tàn quân. Chúng ta sẽ xếp lại phát đã để mình xem là nó có được skill gì ngon ngon thì chúng ta học. Oh, ok, thêm một cái skill gì kìa. Nhưng mà khi kiếm thí tiền đã. Zone Maw lên một cái skill. Tốt. Tướng Zone Maw lên skill. Chúng ta vừa cướp được tí tiền. Thằng người Pháp này đâu rồi? Chúng ta sẽ lại phải cướp đến bao giờ hết tiền thôi. À, tướng của chúng ta lại lên một cấp nữa kìa. Heroic Attacker, tướng 9 sao. Kinh chưa? Mình lên tướng 9 sao rồi cả. Thật là vãi lúa.
Xem còn cướp được bao nhiêu nữa thì chúng ta sẽ cướp. Có vẻ là không cướp được gì nữa rồi. Thôi. Cộng 2 vào sĩ khí cho binh sĩ. Tuyệt vời. Bây giờ lính của mình, lính cùi nhất cũng tinh thần chiến đấu 14. Lần sau mình sẽ đánh sang vùng Hanover. Vùng này tạm thời miễn thuế đi, sau là chị An tí đã. Cướp bóc tàn tạ. Chúng ta có hơn 7.000. Nâng cấp nhà lính. Ủa, hết tiền. Thôi kệ chứ, hết rồi. Chúng ta, ban lãnh đạo của chúng ta là ổn rồi. Có tới 4 sao được rồi, chả dám hy vọng cao hơn này. Rồi, chờ nghiên cứu lốt xong cái công nghệ này, mình sẽ chuyển sang nghiên cứu công nghệ này để nâng cấp mạnh vào cái nhánh hải quân của mình. Bộ binh của anh thì rất là cùi. Phải nói là từ cực cùi. Thôi được. Xem ông áo này ông có cái công nghệ gì không? À đấy. Kiểu gì mà nó trả cho. Nó là đồng minh của mình mờ. Thằng Ottoman này chắc không có công nghệ gì. À có công nghệ thuyền. Đức. Nga. Tây Ban Nha. Không có à? Ây da. Junmore. Bây giờ mình sẽ luyện skill cho Junmore. Còn Wellington thì rất là mạnh rồi. Wellington của chúng ta rất là mạnh rồi. Sau khi ấy, còn vấn đề nữa là chúng ta đang phải phát triển cái hạm đội ở đây. Nếu như thêm được 2 chiếc thuyền nữa thì cái hạm đội của Đô Đốc Lenson mới có 5 chiếc à. Về đây đi. 5 chiếc. Đây mới có 4 à, 6 chiếc. Cũng đủ. Tạm đủ. Bây giờ thì mình nghĩ là qua lượt đã. Ây da. Nó lâu rồi chúng ta không đánh trận nhưng mà có vẻ như là tay nghề của mình nó cũng không suy giảm là mấy. Vẫn đánh những trận đánh Heroic Victory một cách bình thường. Chúng ta sẽ kiểm soát nốt. À thằng Đức nó chiếm được Hanover. Thế cái đen gì nhỉ? Mình đang định chiếm vùng đấy. Có lẽ phải chờ thằng Pháp nó hoặc là thằng Hansen nó đánh vào vùng này rồi. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow. Nước Anh có thêm một chính trị gia nữa. Ờ tốt. Cộng trừ 1 tinh thần chiến đấu. Trừ 5 upkeep. Sao lại có cái skill xấu thế này? Kỳ thật. Nhà vua của chúng ta vớ vẩn quá nhỉ. Toàn trai xấu. Vùng này ổn rồi, chắc có thể thu thuế rồi. Ok. Chúng ta sẽ có thêm được tí tiền. 5.000. Chưa thể. Cần một một lượt nữa. Bây giờ thằng Đức nó sẽ là tiền đồn chiến tranh. Kệ nó chứ, bây giờ thằng Đức nó sẽ phải... Thằng Đức sẽ bị chiến tranh với cả Pháp.
Thế thì tranh thủ luyện skill cho quân đoàn đây thôi. Your Majesty. Onwards. Đây rồi. Your humble servant. By the left. March. Hết chưa nhỉ? Đủ quân chưa? Your Majesty. Chỗ này mới có 1 2 3 4 5 6 7, thiếu mất 3 thằng nữa. Ba thằng nữa mình cho sang bờ chứ nhỉ? Ở đây mua tiếp cho đủ 10 thằng ấy. Đợt sau bắt đầu phải mua thuyền buôn hơi nhiều ấy. Chưa đủ thuyền, mình cần thêm 2 thuyền này. 2 thuyền. Hay quá. Bao giờ phun hết cái lực 5 cái cảng giao thương phía bắc này, bắt đầu chúng ta mới tính tiếp được cái phía nam. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ câu kéo ra thì cũng không có đủ thuyền chiến để bảo vệ các cái tiền thương cảng. Kinh nhỉ, hải quân Nga tiến quân cũng ác ấy. 7 thằng đệ mình mới đẻ thuyền ác thế. Đan Mạch, một trong những đối thủ tiềm năng của chúng ta. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Cả đầu tiên, mua thuyền buôn. Cả thứ hai, mua thuyền buôn. Cả thứ ba, mua thuyền buôn. Cả thứ tư, mua thuyền buôn. Sáu ngàn, kinh tế của chúng ta cũng vẫn đi lên mà. Cái thằng đệ này nó đóng góp bao nhiêu rồi? Được hơn 600 đồng à? Thế là lên rồi đấy. Mỗi ngày nó xây dựng được nhiều hơn là nó sẽ đóng góp cho chúng ta nhiều hơn đấy. Thằng Pháp mặt giặc này, nó bị giết mất mấy thằng chính trị gia mà nó vẫn lên được ác nhỉ. Ottoman. Chảnh, không thèm à. Mày chảnh. Friendly, unfriendly. Chúng ta có thêm đồng minh này. Thằng này lại không chiến tranh với Pháp, thằng này còn không chiến tranh với ai. May qua cái bộ máy chính trị của chúng ta có được tướng 4 sao rồi, mình đỡ mất cái công mỗi lượt để phải đi tìm một cái ông nào đấy. Hay. Muốn cái vùng này nổi loạn có gì khó đâu. Bán cho thằng Pháp để cướp bóc thôi. Tiện thể luyện skill luôn. More orders. Sir. Yes, sir. Glorious victory. Rồi, sau đó chúng ta cho ra đứng như này này. Cướp như thế này thì lượt sau nó sẽ nổi loạn luôn. Đấy. Lượt sau nó sẽ nổi loạn luôn. Ok.
Bây giờ nâng cấp nhà cửa. Các cái công trình cho kinh tế. Ôi trời ơi. Thằng Pháp bây giờ nó cũng khá mạnh nhỉ. Bây giờ, ôi trời ơi. Thổ Nhĩ Kỳ đánh cũng gớm. Cái gì đây? Mấy ông nhai dép xốp mãi vẫn chưa đi đâu được nhỉ? À nhiều anh em bảo là xong làm cách mạng để chuyển từ lên quân chủ lập hiến sang lên Cộng hòa Anh. Thì thực ra chúng ta cũng không nên chuyển như thế, bởi vì mình thấy là lên quân chủ cũng có cái hay mà. Thực ra mình cũng đã làm một cái chiến dịch mà làm cách mạng lật đổ chính quyền để hình thành một chính quyền mới rồi, nhưng thì để các bạn tham khảo rồi. Chứ mà bây giờ suốt ngày lật đổ chính quyền như thế thì cũng không hay lắm. Bởi vì quân Anh nó có các cái tướng về hải quân rất là mạnh trong bộ máy chính trị đó. Chúng ta bỏ đi rất là phí. Các bạn nhìn này. Làm đảo chính thì chúng ta sẽ có một bộ máy chính trị mới, nhưng mà cái bộ máy mới nó cũng chẳng hơn gì máy cũ. Thậm chí nó còn kém hơn đây này, các bạn nhìn này. Đó. Chúng ta có một cái ông tướng giỏi như thế này cơ mà. Sao đây này. Có các cái đơn vị rất là mạnh như này, tại sao chúng ta bỏ đi làm gì phí á? Chẳng qua thích chơi chơi thì làm tí thôi. Đội quân mặc váy tiếp tục xuống đây. Rồi chúng ta 3 lượt nữa sẽ có thêm thuyền chiến à. Tốt rồi. Hôm nay vẫn chưa nổi loạn à? Chắc phải lượt sau mới nổi loạn à? Yes, my lord. Yes, sir. Nổi loạn lên là tha hồ luyện skill cho tướng và luyện rank cho lính. Hiện tại thì mình chưa phát triển thêm nhiều quân đoàn quá. Mình đang chờ thằng Đức này nó không... Thực ra mua cũng được ấy, nhưng mà đánh vào đây được không nhỉ? Cho thằng gián điệp rồi. Đó, spy mình rồi. Do thám bên này xem nào. Xem quân Pháp nó đóng ở đây không. Không đóng ở đây mình sẽ chiếm cái vùng này. Rồi các thương cảng của chúng ta tiếp tục cử các đội thuyền buôn vào. Kinh tế của chúng ta sẽ mạnh hơn. Nói trước thế cục bây giờ khá là cân bằng, khi người Pháp cũng không hoàn toàn áp chế đảo được người Áo và người Nga. Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì nói chung là khá cân bằng, cũng chưa có ai mạnh hơn cả. Chỉ có Đức mình đang chờ xem tình hình như thế nào. Nếu như Đức bị Pháp nó chiếm thì mình sẽ đưa quân sang đánh chiếm lại ngay. Chắc chắn là như vậy. Nga nó đang cử khá nhiều các cái hạm đội xuống phía Nam. Rebellions grow in strength over time. Có nổi loạn rồi. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Cái công nghệ này thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái này.
để phát triển mạnh cái đội cái phát triển hải quân của chúng ta lên nữa. Kinh tế của chúng ta bây giờ là hơn 6.000 một lượt. 6.000 một lượt ở các bản khác thì có thể là con số lớn đấy, nhưng mà bản này chả là cái gì hết. Đây rồi, quân nổi dậy đây rồi. Farm thôi. Ready and awaiting orders. Victory will be ours. Forward, Your Majesty. For crown and country. Undaunted, undefeated. The Lord. Forward for crown and country. Ăn nào. Victory. Cứ thế mà luyện cấp. Forward. By the left. March. Yes. Destroy them. Glorious victory. Ai giả thế mà vẫn chưa lên được cấp à? Forward for crown and country. Awaiting further orders. Chưa đi sang đất đấy được. Đâu rồi? Còn đây mấy anh này nữa. Về đây. Lên thuyền. Sang lốt. Tướng John Moore sẽ chỉ huy đội quân mặc váy. Cho nó đúng lịch sử. Đội quân mặc váy. Nghe chán thật. Mình sẽ nâng cấp cái đội này lên thì mình sẽ có ngựa mạnh hơn một xíu. Và đây thì mình nâng cấp lên, mình sẽ nâng cấp cái này lên thì có thêm một cái đội lính mặc váy nữa. À, bán vùng đất này cho Pháp, bắt đầu cướp một phát nữa cho nó nhanh. Đồng thời kiếm tí được 300 đồng. Chuyện gì? Anything more? Ready for all. We are triumphant. Cướp còn được hơn 5.000. Cộng 3 Master Sigay kìa. Đấy. Troops forward. The Lord in position. Thế. Thôi rồi, để lại đây đã. Đã có thêm tí tiền. Chúng ta cướp Bắc Kinh quá. Qua lượt đi. Bây giờ thằng Đức nó đang là tiền đồn của mình. Chỉ cần một trong những cái thành trì của nó bị sụp đổ là mình sẽ lấp khoảng trống luôn. Với việc chúng ta sử dụng lực lượng quân đội ở đây lớn là đủ để có thể chặn đứng người Pháp ở khu vực này. Hiện tại người Pháp cũng không có nhiều hướng tấn công, nó cũng không thể tiến lên được nhiều. Pháp, Đức và Áo vẫn đang liên thủ chống quân Đức khá tốt. Hiện tại thì mình chưa có đường biên giới nào chung với Pháp, nên là không sợ. Ai giả thần Lan Mạch. Rebellions grow in lại có nổi loạn tha hồ farm. The more they're left unchecked. Always act quickly in these instances. Cứ farm nổi loạn cũng là một cái cách để các bạn luyện cấp mà. Nâng cấp cho tướng, tướng càng rank nó càng cao thì nó chỉ huy quân càng tốt. Nó sẽ hỗ trợ cho quân đội càng tốt. Ở cái bản này thì tướng chỉ mang tính chất hỗ trợ quân thôi. Chứ còn đánh nhau thì yếu lắm. Rồi ok. Kinh tế của chúng ta cứ tăng từng bước một. Rồi, để tuyển tiếp một cái đội lính còn lại. Ấy, trời ơi.
Your Majesty. Chúng ta sẽ xếp lại trước khi đánh trận, bởi vì chúng ta không biết trước được chuyện gì cả. Được cái skill tào lao này rất là mệt. Glorious victory. Awaiting further orders. Một attacker chân len rất tuyệt, skill này rất quan trọng. Bất kỳ một tướng nào cũng cần phải có cái skill này. Rồi ok, xếp lại đã, một skill rất quan trọng. Yes, my lord. Sir, destroy them. Squash them like flies. Tiếp một skill gì đây? By the left, march. Rorros. Ái già, chúng ta lên tướng cấp 4 rồi này. Lên cấp 5 cơ. Phải lên đến cái gì nhỉ? Conquesting Hero. Nên là chúng ta là nhà chinh phục thì nó mới là mạnh nhất. Make ready. Destroy them. None shall defeat us. Ok. March. Tuyệt vời. John Moore, về đây đi. March. Bán lại vùng đất này cho thằng Pháp và chúng ta sẽ luyện cấp tiếp. Sir, victory is ours. Order, gather, cộng 1 trong Militan, trong trận chiến. Ủa, Wellington, Wellington có một cái thanh kiếm này rồi. Ai già, hay lắm đấy, cộng 1 round này. Kinh rồi. Wellington nó mạnh thế nhỉ? Tốt rồi. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ qua lượt. Đây rồi, đưa cái nốt mấy anh mặc váy này sang đã. Sau này kiểu gì mình cũng phải cho mấy anh mặc váy này đi đánh nhau. Bảo vệ cái điểm thương cảng này của mình đã. Nhớ có thằng nào lơ phơ nó ra nó. À đây rồi. Được sau mới mua tiếp thuyền được. Cái thằng người Đức này. Quân Pháp ở đây không có nhiều. Keeping vigil. Nếu có thể mình sẽ mua thêm một quân đoàn nữa nhỉ. Wellington sau khi có thêm đội lính kia thì mình sẽ kỵ binh nữa. Mình sẽ rút Wellington đi, không cần luyện cấp nữa, luyện skill nữa. Rebellions grow in strength over time, the more they are left unchecked. Always act quickly in these instances. Cộng 10% tốc độ di chuyển trên map. Tốc độ di chuyển. À tốt rồi, chúng ta có 2 chiếc thuyền chiến. Đội thuyền buôn của mình liên tục được sản xuất. Tuy vậy chúng ta cũng phải phát triển thêm đội thuyền chiến. Cái thuyền to này thì mình cũng chưa cần mua vội. Mình nghĩ là mình sẽ dùng cái đội thuyền 80 và đội thuyền con này nó trước đã. Hạm đội của Nelson thì bây giờ đang có 6 chiếc. Cộng với 2 chiếc kia nữa là 8 chiếc thì có thể cũng đánh nhau được. Đấy. Mùa đông năm 805.
Rồi chúng ta sẽ xếp lại trước khi đánh trận. Ready and awaiting orders. Victory. Onward at the ready. Your humble servant. Squash them like flies. Chưa thấy lên rank nhỉ? Lên rank đi. Crush them. Rồi. Hai khả năng tấn công trên mộ. Tuyệt vời. Bán tiếp vùng đất này cho thằng Pháp. Đánh cho đến bao giờ tàn tạ cái vùng đất này luôn. Mình đang cố gắng luyện. Waiting for orders. Forward. Make ready. We are mighty and unbowed. Tướng Dương Mo có skill là tướng chỉ huy bộ binh. Tướng chỉ huy bộ binh. Như vậy thì nó sẽ học thêm được một skill nữa là tăng sĩ khí cho binh sĩ. Mình nhớ không nhầm, nếu nó học được skill này thì nó 90% là nó sẽ học được skill đó. Make ready. Make ready. Your orders, your majesty. Make ready. Hồi thêm cái quân đó, quân của mình gần dẻo hết rồi. Từ từ đã. Từ từ đã, không kẻo là không kịp hồi quân. Đấy, quân đoàn này ngon rồi. Nhưng mà đang chờ mua mấy con ngựa nữa. Tiền thì cũng eo hẹp quá. Không Ari được. À, có một quốc gia được tách ra độc lập từ thằng Áo rồi. Đó là Hungary à? Thôi kệ. Chờ có thêm quân thì mình sẽ tấn công vào vùng này. Đây, nó có thêm các chính trị gia đây đấy. Ám sát hết. Xếp để đảm bảo là không bị chết mất thằng điệp viên này. Có hai thằng ở đây à? Khử. Xịt thôi cũng được. Đứng vào đây, lượt sau tấn công tiếp. Tướng nào của nó thủ đây? Jean Baptiste de Vim. Napoleon này. Thằng Pháp chắc sắp mất chỗ này rồi. Khả năng mình sẽ phải mua rất nhiều quân bây giờ đấy. Chắc là phải tích tiền dần để mua quân rồi. Thôi được, qua lượt đã. Đội thuyền buôn này của mình còn chưa phun được phía trên này thì mình chưa tính đi đâu được. Hansen vẫn chưa bị sụp à? Lạ nhỉ? Người Nga rất rất rộng. Thằng Nga nó chiếm đến 1/3 bản đồ của sư dưới nó. Về lý thuyết thì sau này thằng Nga nó sẽ chiến tranh với cả thằng Thụy Điển. Và thằng Thụy Điển chiến tranh với thằng Đan Mạch. Thì có thể mình sẽ lợi dụng cái việc đó, mình sẽ tuyên chiến với một trong ba thằng đó. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa biết được. Bởi theo lịch sử là Nga chiếm cái vùng đất ngày nay thuộc Phần Lan. Của building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Bây giờ vẫn đang là đồng minh nhưng mà sớm muộn sẽ chiến tranh. Rồi. Nâng cấp mấy cái ngân hàng lên. Nâng cấp nhà cửa để kiếm tiền. Chứ kinh tế cứ trông vào cướp bóc mãi thì cũng không ổn. Có phải lúc nào cũng cướp được đâu. Bổ sung quân. Mua thêm quân nữa này.
Điều sau là có lính xịn rồi, lính đính pha kỵ binh xịn rồi. Nói chung là kỵ binh của anh thì nói chung là phế toàn tập. Các bạn chủ yếu chơi bộ binh thôi và hải quân. Chứ còn kỵ binh của anh thì rất là chán luôn đấy. Sau thì có cái đội kỵ binh đời cuối thì cũng gọi là tạm thôi. Còn so với các phe khác thì cũng chả có gì mà nổi trội. Thằng Hansen chết phát là thằng Đức vỡ mồm luôn, bị Pháp nó đập cho tới tấp này. Khi mà lãnh thổ giáp nó. Hay quá, thêm được một chính trị gia nữa. National leader, as they are unhappy with the current government. Failure to comply will lead to an organized rebellion against you. Acquiescence at this stage could lead to further demands. Mời anh lên đây. Trời ơi. Hà Lan à? À, vậy là mình có thể tuyển được kỵ binh rồi đây này. Nó cũng chỉ mạnh hơn tí nhỉ. Morale 7. Phòng thủ 10. Attack 12. Attack 10, phòng thủ 12. Cao được hơn morale một tí. Sai rồi, tưởng được mạnh cái gì lắm. Thôi được, dù sao vẫn tốt hơn là cái bộ kỵ binh kia. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.